Tử vi từ ngày 3 tháng 12 âm lịch Quý Hợi. Xin kính chào quý khán giả của chương trình kênh Phong thủy Sa Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn một ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Sa Cát sẽ gửi tới quý anh chị cho biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu với tuổi của anh chị, những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh năm sinh với ngày tháng mùa xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi về luận giải cát hung của ngày 3 tháng 12 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui. Tuần qua ngày 3 tháng 12 âm lịch, ngày 3 tháng 12 còn gọi là ngày 3 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 15 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy, tức là nước biển lớn, do Hợi và Tị chính xung, Quý Âm Thủy khắc Đinh Âm Hỏa, Kỷ Âm Thổ khắc Quý Âm Thủy, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 và Kỷ Tị sinh năm 1989. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong 3 ngày tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Quý Âm Thủy là kết tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày này có cát tinh thiên lộc đón mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về các vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Quý Âm Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày này cũng có phúc tinh, mạng tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Sửu nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp chính âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dần, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày Quý Hợi, gia chủ tuổi Dần có các thần kim dư chiếu mệnh là các tinh phú quý, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Dần. Tuy nhiên cần chú ý ngày này có kiếp sát chiếu mệnh, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Quý Âm Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn.
Tuổi Mão trong ngày còn có hai cát tinh là Văn Xương, Phúc Tinh chiếu đến mạnh. Văn Xương Quý Nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Còn nếu Phúc Tinh chiếu mạnh thì trong ngày Quý Hợi, những gia chủ tuổi Mão có thể tiến hành xem xét các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung hóa cát, chiếu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp quý âm Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiếu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp quý âm Thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Bên cạnh đó, ngày hôm nay có ba cát tinh chiếu mệnh đến gia chủ tuổi Tỵ là Mạng Tinh, Thiên Ất, Thái Cực. Đây đều là những cát tinh chủ về tài lộc, bản mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bản mệnh còn gặp được những người giúp đỡ trong công việc và cuộc sống, đem lại sự may mắn, giàu sang cho gia chủ. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ. Thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiếu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp quý âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày còn có hung thần kiếp sát gây ảnh hưởng lớn đến tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, quý gia chủ phạm phải xung thái tuế sẽ là một năm vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiếu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp quý âm Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Bên cạnh đó, vẫn tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Canh Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, nguyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp quý âm Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với gia chủ tuổi Thân trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Ngày này có hai cát tinh là Thái Cực, Quốc Ấn đều là những sao tốt, đem lại may mắn, tài lộc và những mối quan hệ tốt cho gia chủ tuổi Thân. Đặc biệt năm 2020, thái tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Người tuổi Dậu
Dậu âm kim gặp quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Dậu nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có mã tinh chiếu mệnh là tướng quân ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn bị xung thì sẽ phải buôn ba. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là thân bị khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn đến thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe. Ngày này, gia chủ tuổi Tuất nên chú ý có hai hung thần là Thiên La, Địa Võng và Kiếp Sát đều đem đến những điều không may. Thiên La Địa Võng chủ về bệnh tật, lao ngục, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật. Còn Kiếp Sát là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có mức nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cũng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp quý âm thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày có hung thần Kình Dương chiếu mệnh, chủ về tai họa, thương tật, cho nên gia chủ tuổi Hợi cần chú ý ngay những lời mời như và liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, đồng thời không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng liên quan đến pháp luật. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 cập lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh, thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn cho ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có. Trên đây, Kinh Phong Thủy Sa Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình ngày 3 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy, tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.